để ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, Tây Ninh đã tập trung thực hiện các giải pháp đột phá, mời gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Định hướng đến năm 2030, để phát triển du lịch Tây Ninh thành ngành kinh tế mũi nhọn, thì mức đóng góp của hoạt động du lịch phải từ 7% trở lên trong GDP của tỉnh. Doanh thu du lịch ước đạt 14.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch tăng bình quân hàng năm từ 35% một năm trở lên. Mức chi tiêu bình quân khách du lịch đến Tây Ninh đạt trên 1,3 triệu đồng một người một ngày. Giải quyết được khoảng 21.000 lao động làm việc có liên quan đến ngành du lịch, trong đó lao động trực tiếp khoảng 7.000 người, lao động gián tiếp của xã hội khoảng 14.000 người. Đổi mới nhận thức tư duy về phát triển du lịch là giải pháp đầu tiên được quan tâm triển khai. Cụ thể là tiếp tục đổi mới nhận thức của các cấp, các ngành và người dân, doanh nghiệp trong tỉnh về du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, tạo động lực cho các ngành khác phát triển, vận động doanh nghiệp, cộng đồng ứng xử văn minh, thân thiện và bảo vệ hình ảnh môi trường du lịch.